Dễ thương quá. Thôi, không biết đàn gái sao mà bà mối bà là wow. Để coi đàn trai sao nha. Mời đàn trai. Wow. Oh. Wow. Oh. Wow. Wow. Chưa chắc bên nào hơn bên nào nha bà mối. Phải không? Bên tôi cũng hot girl lắm mà. Ý, quên. Hot boy lắm mà. Bây giờ mời em gái giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ. À, em tên là Đặng Thị Lệ Thủy. Năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về thời trang, là bán đầm thiết kế. À, vậy cái đầm hiện tại em đang mặc là phải em thiết kế không? Dạ đúng rồi chị. Chị đã từng mặc cái đầm này một lần. Chị mặc bên shop của em á. À. Trời ơi Nam Thư. Rất là cảm ơn em là một cô gái hết sức là xinh đẹp. Nhìn hai chị em ta hôm nay như là công chúa vậy đó. Trời ơi. Chết rồi. Bên đàn nhà trai mình là chết quá. Rồi. Quê đâu Thủy? Dạ quê em ở Đắk Nông ạ. Đắk Nông còn nhớ không bát ngát đêm về. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn gái bên kia. Chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Hiếu. Em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang kinh doanh thương mại điện tử. Mạng điện tử ha. Em có cái quần đẹp quá. Cái quần này em thiết kế hay gì vậy Hiếu? Dạ không ạ, quần này là em nhận về và mặc thôi chứ còn em hay chưa quá. Từng được thiết kế. Vì là anh phát hiện ra cái quần em nhận ở chỗ nào đó thì cũng giống như anh nhận cái quần ở chỗ đó. Cái quần bên mình cũng chưa chắc gì thua cái váy bên kia. Đừng lo ha. Em có một phong cách rất là lạ, giống một cái người rất là nổi tiếng. Có ai nói với em điều đó hay không? Dạ, em nghĩ là chắc rất là nhiều người nói với em điều đó nhưng mà em lại vô tình chưa nhận ra. Để coi đàn gái bất ngờ coi giống ai nha. Em ở quận mấy Hiếu? Dạ hiện tại em đang ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Di Linh Lâm Đồng. Em hiện tại là em ở đâu bé Thủy? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 3 Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ Thủy em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Thật thà, thẳng tính. Khuyết điểm của em chắc là hơi nhiều. Như là hay quen trước quen sau rồi nhiều khi là sao nữa. Bây giờ là phải kiểm tra sức khỏe nha, em quên nhiều quá cũng không tốt đâu nha. Dạ. Rồi mời Hiếu. Em nghĩ là điểm mạnh nhất của em là có sự cầu tiến. Các bạn thì hay gọi em là những người vui vẻ và hành tinh khác đến. Có tật xấu gì không? Hay bừa bộn. Quần áo của em khá là nhiều cho nên là em mặc nhiều quá, em cứ bỏ đó đó, bây giờ mà hết quần áo thì em mới đi giặt. Để cả tháng vô thấy có mùi liền ha. Cho nên là phòng em rất là ít người vô. Cái cụ thể của em, công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh thương mại điện tử bên mảng thời trang. Ồ, oh, cũng thời là trang thời trang luôn. Em cũng thiết kế hay là em làm? Dạ không mua em mua hàng về và em bán đi cho các kênh order thương mại điện tử. Rồi khỏe, bên kia thiết kế bên đây mua. Bên đây mua về bán không được, đưa qua kia thiết kế lại. Cái lòng vòng cũng được ha. Đấy, hợp lý. Đường tình duyên thế nào hả cô gái bên kia? Có lẽ là hơi lận đận. Lận đận là sao em? Tại công việc của em thì thực sự thì không có tiếp xúc với nam nhiều. Em thì ở nguyên ngày ở shop rồi tối về nhà chứ không có đi ra ngoài chơi nhiều. Trước giờ em có trải qua mối tình nào chưa? Có trải qua thời học sinh thôi ạ. Chứ còn sau này thì em không quen ai hết. Chị chúc cho hôm nay em sẽ thực sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi còn bên Hiếu, đàn trai thì như thế nào nè? Dạ, em đã từng có 2 mối tình và cũng đều là những mối tình thời học sinh. Em có một mối tình từ cuối năm lớp 9 và một mối tình từ cuối năm 11. Hiếu từ năm lớp 9 rồi. Em nghĩ là 2 mối tình đó thì những người con gái mà em quen đều là những người con gái rất là tốt. Nhưng lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là lý do lớn nhất là do khi đó thì còn quá trẻ. Còn quá nhỏ nữa mà hầu như là ai cũng đang đi tìm một sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ em có gọi là chín chắn để đi đến một cái mối tình và quyết định đến hôn nhân chưa? Đó. Ngày hôm nay em đến với chương trình thì chắc chắn là em đã để ra một cái tiêu chí cho bản thân là phải nghiêm túc. Chính xác. Bên đàn gái, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Biết lo công việc, chăm sóc gia đình, tốt bụng, không có thích đàn ông lăng nhăng chơi bời quá mà không lo làm á. Còn bên Hiếu ơi, em thích mẫu người con gái như thế nào? Một người con gái em thích sẽ là người đẹp nhất trong cuộc đời của em, được trong tương lai. Anh qua bên đàn gái anh thử xem cô ấy có phải là mỗi người xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em hay không nha. Xinh chưa? Không có xinh mà đều rất rất là xinh à, dễ thương lắm.
Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số, nhưng mà em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng, hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á, thì em sẽ... Em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc một hai lần thôi. Một hai lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho người ta yeah luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Rồi cuối cùng em đóng cửa với người ta luôn thì cũng tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho người ta luôn. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Nếu mà mình quen một người mà cũng hot boy quá, em có ghen không? Dạ không, điều đó là em không có ghen. Người này cũng lạ ta. Được đó. Đàn gái số 1. Rồi. Để qua coi đàn trai sao mà có vẻ như là anh Linh tự hào quá nè. Đàn trai tôi cũng ngon lắm à. Dạ chào chị. Ủa sao quen quá vậy nè? Đừng nói học chung trường nha. Không không, quen lắm, không biết chị gặp em đâu rồi, quen lắm. Em ơi, anh Linh nói đúng rồi, bên này hot boy, trời ơi số này là hot boy hot girl không rồi. Hợp. Về hình thức ngoại hình là hợp rồi đó. Em thích kiểu người con gái là hiện đại hay là truyền thống hay như thế nào? Em nghĩ là em thích một người con gái mà có thể sống thoải mái với bản thân mình nhất. Vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đừng quá gò bó bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào đó. Em chỉ thích đơn giản như vậy thôi. Tại sao hot boy như em mà tới thời điểm này không có bạn gái mà phải xuất hiện ở bạn muốn hẹn hò? Em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em này trước kia là một con thuyền lênh đênh. Cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta. Khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Bây giờ con thuyền em hết lênh đênh chưa? Cuộc đời thì bao giờ nó vẫn lênh đênh, con thuyền thì vẫn lênh đênh, nhưng mà hiện tại thì em có thể tự tin là mình có thể điều khiển được con thuyền của mình. À, vậy là từ nay hot boy lênh đênh đã rất là tự tin để có thể điều khiển con thuyền mà mình đang đi. Bên đây như anh Linh nói rất xinh, rất xinh. Yêu một cô gái mà xinh đẹp á, em có sợ không hay là em có ghen không? Em nghĩ là trong tình yêu thì có một chút bị ghen thì nó sẽ hay hơn. À, ghen là một cái gia vị hết sức cần có của tình yêu, phải ghen. Rồi, cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ giao lưu cùng với người thân. Thủy, hôm nay em đến tham gia chương trình, dạ. Em đi với ai? Dạ, em có đi chung với em gái ruột em. Dạ, chào em gái của Thủy. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em thấy anh bên này tính cũng dễ thương. Cũng có chút vui tính. Đổi lại chị em lại hơi nhút nhát. Em nghĩ nếu mà anh chị tiến tới với nhau á, em nghĩ anh này cần kiên trì. Kiên trì và tâm lý với chị em hơn. Em có đủ sức kiên trì để có thể chiếm lĩnh cái con tim của bên làng gái bên kia không? Em nghĩ là em đã có rất là nhiều năm kiên trì với cái cuộc sống hiện tại thì em đủ khả năng để kiên trì tiếp tục. Ok. Rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em đến đây thì có ba anh trai, chị dâu và những người anh em thiện lành của em từ các tỉnh đến đây ạ. Lời đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Em là anh trai ruột của Hiếu và cũng đang ở chung nhà với Hiếu. Như em thấy thì bạn bên này có vẻ là hợp với Hiếu. Thì mong bạn cùng nhau để gây dựng một gia đình thật tốt. Cảm ơn anh trai. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Trai tài gái sắc đấy. Chào. Dạ, em chào anh. Hai bạn có thể đứng kế bên đi. Cưng nói gì đi, tặng quà, phải nói gì đi chứ. Ngày hôm nay đến đây thì vô tình anh hơi não cá vàng một tí. Thật ra anh có món quà lớn hơn nhưng mà khi anh đến đây thì anh quên mất. Em cũng chuẩn bị quà và tệ không có mang theo. Trời ơi, chuẩn bị quà mà quên mang theo. Anh bắt đầu thấy chúng ta có điểm chung rồi đấy. Có thể quay mặt phía trước để mọi người ngắm nhìn cái nào. Đấy, mọi người cảm giác thế nào? Hợp quá ha mọi người, cặp đôi này rất là hợp. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cặp đôi này rất là hợp về gương mặt này ha, về nụ cười, về phong cách, về cái não cá vàng nữa, về cái chuyện mà quên quà nữa.
Bây giờ chúng ta về vị trí và cùng trò chuyện với nhau đi các bạn. Ủa Hiếu ơi. Dạ. Em nói em đi là em quên đem quà. Mà. Vậy cái bông em đừng nói em rút ở trên này của chị nha. Dạ là em đi ngang đường em bẻ đó. Em bẻ ở đâu? Dạ, em bẻ ở tiệm hoa người ta. À dễ thương. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ nói về cảm nhận của nhau lần đầu tiên. Hôm nay có vẻ như là em hơi hồi hộp. Rất là nhiều năm rồi thì bây giờ anh mới đối diện được với một người con gái. Em nghĩ công việc anh cũng tiếp xúc nhiều con gái chứ. Nên mà dám đối diện nghiêm túc thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá không biết nói gì sao. Anh thấy hơi lạnh. Chị cũng thấy lạnh. Nhìn anh có đúng là mẫu người lý tưởng mà em cần tìm không? Về ngoại hình thì em nhìn thì thấy là đẹp trai, nhưng mà gặp anh không biết sao đỏ hết cả mặt lên luôn ấy. Chứ bình thường gặp trai không có đỏ mặt đâu. Lâu lắm rồi, ngày hôm nay mới có một ngày mà anh cảm thấy là mặt mà người rất là nóng, bừng bừng. Nãy kêu lạnh giờ kêu nóng ta. Thay đổi cảm giác em ạ. Trạng thái nó thay đổi liên tục mà. Em có thích đi du lịch vào những ngày mà mình rảnh rỗi không? Đi du lịch thì bây giờ em chỉ có muốn đi châu Âu thôi, chứ đi Đông Nam Á là em đi hết luôn rồi, em đi chán luôn rồi. Em muốn đi du lịch với người yêu hoặc là gia đình. Bạn bè thì em không có thích đi du lịch với bạn bè đâu. Châu Âu chưa đi tới thì giờ mình đi Châu Đốc trước đi. Anh thì cảm nhận như thế nào lần đầu gặp em? Hơi no nắng. Anh no nắng không biết là khả năng của mình có thể giữ được một người con gái xinh đẹp, tài năng như em hay không. Em tài năng thì không có đâu. Anh thì anh thích là người con gái bên anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy anh mong là ngày hôm nay gặp em, anh sẽ mang lại thật nhiều niềm vui trong cuộc đời của em trong tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Anh nghĩ là anh thích nhất những người con gái thích chia sẻ. Em thì thực sự là về cái gì của bản thân em là em ít nói cho ai biết lắm. Chỉ có những người mà gọi là gần gũi với em như bạn trai thì em mới nói thôi. Còn gia đình em hay là bạn bè em không bao giờ em nói, những không vậy có nói. Vậy thì từ giờ em có cái kho tâm sự hả? Dạ, yeah, thì chỉ tâm sự với bạn trai thôi. Em nghĩ là trong tương lai em sẽ thích con trai hay con gái? Thích con trai hơn, nhìn bụ bẩm á. Ai cũng thích con trai nhưng mà quan trọng có được hay không? Em nghĩ là em thích con trai vì là em là con gái. Anh thì lại thích con gái hơn. Những người con gái đều là những người xinh đẹp. Nếu như trong một cuộc cãi nhau, một cuộc mâu thuẫn nào đó, ai sẽ là người xin lỗi trước? Anh nghĩ là anh sẽ là người xuống nước. Và anh cũng sẽ là người xin lỗi. Có khi đấy là thú vui tao nhã của anh trong tương lai. Thôi mình bấm nút luôn đi. Chưa. Bấm đi anh, bấm đi anh quay ghế bấm nút đi. Họ sẽ tặng nhau món quà nào đó. Một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả mình lại cùng nói đi, buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa, vì trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Hay quá. Em ngày hôm nay có thể là qua rất nhiều năm rồi chưa từng hát cho một ai nghe, thật sự là rất là hồi hộp. Em lên đây cũng hồi hộp lắm. Trong tình yêu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé, vì vậy nên chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Dạ. Yeah. Trong tương lai anh có thể ôm em một cái. Rồi trở về vị trí cho các bạn. Từ đó chuẩn bị 3, 2, 1 hết thời gian. Yeah. Đẹp. Chúc mừng em. Trời ơi. Rất đẹp. Nào. Họ gần như là của nhau các bạn. Hình như anh nằm mơ anh thấy đâu đó anh đã gặp các bạn rồi. Phải không anh? Đúng rồi. Đẹp lắm đó các bạn ha. Chúng ta hy vọng là nắm tay nhau. Cứ nắm tay nhau. Hy vọng rằng những cái giây phút, những khoảnh khắc này các bạn sẽ luôn luôn nhớ mãi về nó. Ngày hôm nay có thể là một cơ duyên rất là tốt đưa em và bạn gái đến với nhau.
Và anh mong là cơ duyên này sẽ đưa chúng ta đến với những hạnh phúc lớn hơn mà lớn hơn nữa trong tương lai. Được, hay lắm. Em gái cảm nhận thế nào? Dạ, em cảm nhận em cũng muốn nghiêm túc lâu dài với bạn trai. Ánh mắt họ nhìn nhau, đặc biệt là của bạn trai dành cho bạn gái, nó nồng nàn, nó tha thiết, nó như là mình đã tìm đúng người, mình gặp đúng người mà mình đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Hai đứa thực sự rất rất đẹp đôi, đúng là một nửa của nhau hoàn toàn nè, đó. Mọi người cũng đang trông đợi mình nhấn nút bằng trái tim thì một nụ hôn có thể đầu đời. Xin người ta chứ đừng có sấn vô nha. Xin. Anh có thể. Ok. Bắt đầu. Cứ tự nhiên. Dễ thương. Yêu lắm, thương lắm. Những giây phút này nhớ nha.